tiếp tục đây, hôm nay em Lê Hương ô tô Hải Dương lại về thêm được một mẫu xe Lacetti SE. Đây là một chiếc xe được nhập hàn nguyên chiếc cho em, đời 2010, số sàn. Và với giá bán chỉ nhô 200 một chút thôi, thì em sẽ cho khách hàng nhà mình thấy này, chỉ với hơn 200 triệu các bác có thể sở hữu cho em một chiếc xe cực kỳ nhiều đồ chơi, option đầy đủ cho em. Biển 89, nước sơn màu đen đẹp, form dáng là bản sedan 2 đầu, nhập khẩu Hàn Quốc. Giá chào bán chỉ có 225 triệu. Động cơ trang bị là 1.6 số sàn đời 2010. Nhấc máy lên là gọi ngay cho em Lê Hương khi mà nhìn thấy video này của em, với số điện thoại 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn này, cũng như là đến với trực tiếp bên em, địa chỉ bày bán 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Vì quá là nóng lòng để lên xe, lên một video chi tiết về chiếc xe Lacetti SE này, nên là dù ngoài nó có hơi bẩn một chút thì em cũng vẫn lên một video chi tiết nhất về chiếc xe Lacetti SE đây ạ. Các bạn nhìn cho em này, cụm đèn pha phía trước là halogen, có đèn phá xương, đèn gầm đầy đủ cho em. Bên ngoài nổi bật là một cái lớp sơn màu đen bóng, thì có thêm những cái đường dập lổi cực kỳ sắc nét này. Bốn quả lốp xe to bản mà gần như là còn rất là đẹp luôn. Đời 2010 nhưng lốp xe này rất là đẹp, kể cả những cái hòn sỏi vẫn còn ăn vào đây. Gầm bệ không hề bị mục mọt, em cam kết cho mình. Na răng thể thao phanh đẹp đầy đủ cho em rồi. Xin nhan chân gương, động cơ trang bị 1.6 đối với em nhập hàn như thế này. Thì bên trong đây ạ, nếu như mà nhiều khách hàng bảo là sao em này là Lacetti SE mà lại đầu tư cho em nó bộ áo da đẹp như thế này, thì phải nói là em rất là đầu tư cho khách nhé. Khách không thích bộ áo da cũ, em đầu tư luôn áo da mới này. Mà bộ áo da này chỉ thường thường chỉ lắp trên những chiếc xe thể thao phân khúc hai cánh cửa thôi, nhưng nay em cũng đầu tư luôn vào chiếc Lacetti SE này với giá chỉ có 225 triệu, bao luôn hồ sơ cho khách hàng nhà mình luôn. Màn hình thì là màn hình OLED đầy đủ cho em, khóa này các bác nhìn này, sấy sưởi kính lấy gió trong ngoài này, đầy đủ cho em, điều hòa thì mát lạnh. Còn số đây còn rất là sắc nét luôn. Áo da thì có theo thời gian hơi sờn một chút về da, nhưng không sao cả. Phanh tay cực kỳ sắc nét này, có tàu thuốc này. Bạn này là bạn nhập hàn cho em, giá quá là ok luôn. Cụm đồng hồ hiển thị sắc nét tất cả như xăng này, nhiệt độ này, công tơ là đầy đủ này, order luôn. Có túi khí an toàn là trang bị ở trên vô lăng này, và cũng có túi khí trang bị ở bên ghế phụ cho em đầy đủ nhá. Thiết kế vô lăng là 3 chấu, cực kỳ đẹp luôn, có thêm cả cái bọc áo da như thế này. Các bác nhìn này, khâu này, khâu này là khâu thủ công cho em nhé, cực kỳ sắc nét luôn. Phần này cũng là da mềm này, nói chung là cái vô lăng này bọc hết da trong ngoài rồi, lại còn có áo da nữa, rất là đẹp luôn. Thảm da 3D cực kỳ sạch nhá. Thảm da đây đầy đủ, à thảm này là cái thảm lỗ cho em thôi, thảm lỗ rồi. Từng con ốc nhỏ nhất thì em cũng quay này, táp ly không hề bị mòn bóng luôn. Đây, khóa này, gương kính cụp chỉnh auto tự động cho em. 225 triệu là cái giá mà em bán ra, thì em sẽ bao rút hồ sơ cho khách hàng nhà mình luôn, để khách hàng không vất vả phải đi rút nữa này. Đây, các bác nhìn cho em này, từng móc khóa cửa này, sticker còn nguyên này, từng con ốc nhỏ nhất cũng còn đầy đủ cho em. Lẹp chân kính vỉ chắn mưa lắp hết rồi, tay nắm cửa ốp hạt chrome. Ngồi vào khoang hàng ghế thứ hai thì cái cảm nhận của em là gì? Bản sedan nhập hàn form dáng dài như này thì hàng ghế thứ hai cực kỳ rộng rãi cho em. Trần là trần zin nhá, trần zin cho em này, chưa bọc ni lông cũng không bọc 3D. Nhiều bác là không thích bọc ni lông cũng không thích bọc 3D, để nguyên trần cho em cho nó sướng này. Ở phía sau cũng có cho em một cái cổng, một cái tàu nữa đây, một cái cổng này kết nối được cho em là USB cũng như là ở cổng sạc nhá. Tinh dầu thơm hỏi sao vào cái xe mùi nó cứ thơm. Hóa ra là bác chủ cũ dùng cái gói này là vừa nằm thơm xe này. Cổng AOX đầy đủ cho em nhá, không thiếu một cái gì, nhập hàng. Giờ cái áo da thì đẹp căng luôn. Ốc đây, từng con ốc, từng con nhái em cũng quay chi tiết khách hàng nhà mình. Móc khóa cửa này, keo chỉ zin cánh cửa đây ạ. Đi chậm này, để khách hàng có thể nhìn thấy này. Nốt bấm đinh tán còn đầy đủ cho em. Đây ạ, la răng thể thao đây. Lốp còn rất là đẹp luôn nhá. Nếu mà phải thay thì vài năm nữa phải thay này. Đứng ra xa một chút để khách hàng có thể nhìn rõ hết được form dáng của em nó này. Nước sơn màu đen bóng, có hơi bụi bẩn một chút.
lắp cả bô líp thể thao ở phía sau luôn. Bốn mắt cảm biến va chạm đầy đủ cho em, có cam lùi. Vậy là xe có cam lùi, cam hành trình và màn hình giải trí. Và bốn mắt cảm biến va chạm phía sau đầy đủ cho em luôn nhé, không thiếu một cái gì. Form dáng thì cực đẹp luôn. Đó. Đây, đứng cho các bác xem này. La Setti SE 225 triệu. Nếu như thật sự yêu thích thì nhấc máy lên và gọi ngay cho em Lê Hương đi ạ. Khóa khiển đầy đủ cho em này. Mở cốp này, bản sedan hai đầu thì khoang cốp tương đương nhau, rất là to luôn, rộng rãi thoải mái này. Du lịch hay là về quê thì các bác rất là lý tưởng luôn. Lốp sơ cua còn đầy đủ cho em, sàn bệ sạch sẽ luôn. Từng cái thảm này cũng còn nguyên cho em này. Thảm trên này, rong cửa ôm trọn vào mục vào cái khoang lắp cốp này. Máng nước hai bên này, keo chỉ zin nắp capo, keo chỉ zin nắp cốp đây, quay hết một chút nữa lên kia thì quay lắp capo cho mình nhé. Khoang cốp cực kỳ rộng rãi cho em. Cam hành trình có, cam lùi có, màn hình giải trí có. Bô líp thể thao lắp rồi, cảm biến va chạm phía sau cũng có rồi. Không thiếu một cái gì, 225 triệu. Thật sự cái giá quá là yêu luôn. Form dáng rất là đẹp, ghế da thì lên hẳn bộ ghế da xịn thể thao luôn, chứ không phải là bộ ghế da thường đâu ạ. Đây, các bác nhìn cho em này, la răng đây. Chất chưa? Tay lắm cửa ốp mạ chrome, gương kính thì cam kết liền đời hết. Từng con ốc này, táp ly này. Bình thường khách hàng mà không thể đến bên em để xem trực tiếp thì toàn chốt qua livestream này, hoặc chốt qua những video và hình ảnh em gửi này, vẫn yên tâm chốt được xe đẹp, xe chất lượng. Nên là em quay video rất là kỹ luôn. Nhặt chân kính đầy đủ rồi này. Đây các bác nhìn này, điều hòa, những thanh gió, thanh hướng điều hòa mát lạnh luôn. Ghế da này, ưng nhất là bộ ghế da ở bên trong này. Màn hình giải trí OLED này. Bên ngoài thì xe lắp lip bô, cảm biến đầy đủ. Từng con ốc đây, móc khóa cực kỳ sáng luôn. Táp ly hai bên cũng đẹp căng luôn cho em này. Đóng cửa chắc lịch luôn. Gương kính thì cụp chỉnh auto tự động nhé. Xin nhan chân hông này. Động cơ trang bị 1.6 thôi nên là nó rất là tiết kiệm nhiên liệu. Giá thì có 225 triệu. Còn bây giờ thì em sẽ mở ra khoang động cơ máy móc của chiếc xe để khách hàng nhà mình cùng chiêm ngưỡng và tham khảo cùng em. Thẩm giúp em nào. Đừng quên số hotline của em là 035 460 2790. Nhấc máy lên đi ạ, để em Lê Hương tư vấn và để cho mình một cái giá rất là đẹp luôn nhé. Mở khoang động cơ máy móc của xe ra để các bác cùng thẩm. Đây là cái khâu cuối cùng để khi mà hai bên ký kết thành công, nó là cái khâu này đây ạ, là trái tim của chiếc xe luôn. Còn đây là toàn bộ khoang động cơ của chiếc xe La City SE đời 2010 nhập Hàn. Động cơ trang bị là 1.6 này. Quay luôn góc nghiêng, phần tai đèn ụ giảm chấn giảm sốc, bình ắc quy, động cơ eco. Eco tech cho em. Đây hai bên em đều quay cho mình nhé. Bác nhìn xem em nào, có chỗ nào gì dầu hay gì nước gì không? Có chỗ nào bị đâm xô không? Đây. Kể cả như là keo chỉ zin nắp capo thì em cũng quen khách hàng của mình này, kể cả những cái lốt cắt này. Vừa rồi thì em Lê Hương Ô tô Hải Dương đã quay một video rất là chi tiết để gửi tới toàn thể khách hàng thân yêu nhà mình về mẫu xe La City SE. Những bác nào có phần thắc mắc gì hay còn gì chưa hiểu thì cứ nhấc máy lên nhé, inbox ngay cho em đi ạ. Còn bây giờ thì video của em đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng thân yêu của em Lê Hương Ô tô Hải Dương vào những video tiếp theo, cũng như là vào 11:30 các ngày trong tuần trên nick chính thức trên fanpage Facebook của em. Em sẽ có những buổi báo giá này, test lỗ nhanh những dòng xe đang được chào bán bên em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.